Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm Chung sống an toàn với dịch COVID-19 với chủ đề Phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Chương trình do Bộ Y tế thực hiện, được ghi hình tại trường quay Trung tâm Truyền thông VCOMS thuộc tập đoàn VNPT và được phát trên các kênh Fanpage Sức khỏe Việt Nam, kênh YouTube của Bộ Y tế. Quý vị cũng có thể theo dõi lại nội dung buổi tọa đàm tại ứng dụng khai báo y tế nCoV. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhờ sự chủ động phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước cùng các đơn vị có liên quan, chúng ta đã kiểm soát dịch tương đối tốt. Tuy nhiên, vào ngay những ngày cuối cùng của năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã lại một lần nữa xuất hiện trong cộng đồng. Trước sự phức tạp và khó lường của dịch bệnh, các đơn vị trường học, ngành giáo dục trên cả nước phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh, sinh viên, những đối tượng dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh. Tại buổi tọa đàm ngày hôm nay, các chuyên gia sẽ cung cấp đến quý vị những biện pháp cơ bản để tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh trong trường học, qua đó giúp khán giả là những giáo viên, giảng viên, người lao động tại trường học, các bậc phụ huynh hay các bạn học sinh, sinh viên nắm rõ hơn những khuyến cáo trong phòng chống dịch tại trường, bảo đảm giữ an toàn cho con em chúng ta yên tâm đến lớp. Đồng hành cùng với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Toàn đến từ Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế. Và ông Hoàng Hữu Trung đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Câu hỏi đầu tiên của buổi tọa đàm ngày hôm nay đó là thưa các chuyên gia thì trường học là môi trường tương đối mở. Vậy thì chuyên gia có thể cho biết là COVID-19 có thể xâm nhập vào trường học thông qua những con đường nào? Thì câu hỏi này chúng tôi xin được dành cho tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Toàn ạ. Theo các báo cáo đánh giá thì cái con đường lây nhiễm COVID-19 là từ người sang người, có thể qua con đường trực tiếp, qua con đường gián tiếp. Đấy. Cho nên là những cái con đường lây truyền virus COVID-19 vào trong trường học thì chủ yếu là sẽ có thể là từ giáo viên, học sinh, rồi cán bộ, người lao động làm việc trong nhà trường và có thể là phụ huynh học sinh khi đưa đón con vào trường hoặc là các khách đến làm việc trong trường có thể mang các cái mầm virus COVID-19 vào trong nhà trường. Vâng ạ, tức là có rất là nhiều nguồn lây bệnh có thể xảy đến và nếu mà dịch mà bùng phát thì trường học cũng là một cái môi trường, đúng không ạ, dễ bị tấn công bởi khi dịch xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì khi mà COVID-19 đã xâm nhập vào trường học thì dịch lại có thể lây lan trong trường học như thế nào và cũng như là từ trường học thì lại lây lan ra ngoài cộng đồng như thế nào bằng những con đường nào? Thì xin mời ông có thể giải thích thêm. Về cái con đường lây truyền của COVID-19 này thì có thể là lây truyền từ người sang người qua con đường trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp có thể là như là tiếp xúc giữa người với người qua hắt hơi rồi là qua thở ngáp ở những người có cái khoảng cách tiếp xúc gần dưới 1 mét, trong vòng 1 mét đến 2 mét, rồi là hoặc là qua con đường gián tiếp như là cái người mang mầm bệnh, mang virus COVID-19 có thể là nằm ho hoặc là hắt hơi ra cái môi trường, có thể bám vào các tay này, tay nắm cửa hay là các đồ vật, bàn ghế hay đồ dụng cụ học tập. Đấy, rồi là học sinh hoặc là những người khác có thể cầm vào những tay nắm cửa mà có mầm bệnh hoặc là những cái bàn ghế hoặc đồ chơi thì có thể là xong rồi là sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng, có thể là sẽ lây truyền COVID-19. Và lây truyền ra ngoài cộng đồng thì cũng tương tự như thế. Cũng là khi một cái mầm bệnh ở trong trường học thì qua học sinh đi về nhà hoặc là qua những khách đến làm việc hoặc là giáo viên hoặc người lao động trong nhà trường có thể là mang cái mầm bệnh virus ra cộng đồng, cũng qua con đường có thể là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Vâng, như vậy là cũng có thể nói là nhất là trong môi trường của học đường thì các em thiếu nhi thì rồi học sinh, sinh viên thì có thể là cái ý thức mà vệ sinh và phòng chống nó sẽ không được cao như là lứa tuổi người trưởng thành, đúng không ạ? Cho nên là cũng có thể sẽ làm dễ gây ra cái việc lây nhiễm bệnh, nó có nguy cơ cao hơn, đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ đề cập đến đối với ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Hà Nội. Thì trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 như thế nào và đánh giá là các trường thực hiện ra sao? Thì câu hỏi này chúng tôi xin được dành cho ông Hoàng Hữu Trung ạ. Vâng. Như chúng ta đã biết là Hà Nội thì là một đơn vị có cái quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với 2.770 trường học và cơ sở giáo dục và hơn 2 triệu học sinh và
50.000 cán bộ giáo viên nhân viên của ngành. Và mỗi đơn vị trường học là một địa điểm có thể nói cũng là theo xác định của ngành y tế như chúng ta đã được nghe thì cũng là một địa điểm nhạy cảm, có thể là nơi mà virus có thể lây lan để trở thành những cái ổ dịch. Chính vì những cái việc nhạy cảm như vậy cho nên là chúng tôi đã luôn xác định cái biện pháp phòng chống dịch là một trong những cái nội dung rất là quan trọng để giúp cho các nhà trường có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học của mình. Khi mà dịch Covid bùng phát thì ngành giáo dục chúng tôi đã có thành lập ban chỉ đạo và có yêu cầu các nhà trường thành lập các ban chỉ đạo có thể nói là thống nhất từ thành phố cho đến quận huyện, đến các nhà trường đều có ban chỉ đạo để thực hiện phòng chống dịch Covid. Các ban chỉ đạo đã hoạt động một cách thực chất cả ngay những thời điểm cao điểm cũng như là những thời điểm mà bệnh dịch đã được kiểm soát. Không chỉ thành lập ban chỉ đạo mà còn xây dựng những kế hoạch phòng chống Covid hết sức cụ thể, có tập huấn cho cán bộ giáo viên của nhà trường, tập huấn đến tuyên truyền đến toàn thể các em học sinh và tuyên truyền đến cả các phụ huynh để có thể nói là toàn trường đều nắm bắt được những cái chỉ đạo của ngành giáo dục, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch của ngành y tế đã có những cái hướng dẫn. Và chúng tôi cũng đã thành lập các cái đoàn để kiểm tra cái việc đó, thực hiện những cái điều công tác phòng chống dịch một cách thường xuyên để làm sao cái công tác phòng chống dịch trở thành một cái nề nếp và không phải chỉ làm một cách để đối phó, ứng phó mà chúng ta phải làm thành một cái thói quen. Và trong cái điều kiện như ngành y tế đã xác định là thích ứng với tình hình mới của công tác phòng chống dịch. Vâng ạ, có thể nói là như vậy là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai rất là nhiều biện pháp để có thể và hướng dẫn đến các trường để chúng ta có thể kiểm soát cái tình hình dịch bệnh cũng như là phòng chống dịch một cách hiệu quả, đúng không ạ? Ngay cả trong trạng thái bình thường mới. Vậy thì đối với về mặt kỹ thuật y tế thì theo chuyên gia có thể cho biết là các biện pháp nào nên được áp dụng trong trường học dành cho học sinh rồi giáo viên trong nhà trường để đảm bảo và phòng tránh COVID-19 trong thời gian mà có dịch cũng như là trong giai đoạn hiện nay. Xin mời ông Bùi Hữu Toàn. Vâng, về cái vấn đề mà những biện pháp dành cho học sinh và giáo viên để phòng chống dịch COVID, nói chung là cũng tùy thuộc vào từng cái thời điểm và diễn biến tình hình dịch, và Bộ Y tế cũng xây dựng và ban hành ra những cái hướng dẫn khác nhau để nó phù hợp với tình hình diễn biến dịch của tùy từng thời kỳ. Đấy, còn đối với học sinh và giáo viên nói chung thì về cái biện pháp phòng dịch chủ yếu là về cái vấn đề vệ sinh cá nhân, rồi là vấn đề đeo khẩu trang, như là thường xuyên rửa tay sạch với xà phòng, nước sạch và xà phòng, rồi là vấn đề học sinh ở nhà thì cũng phải tăng cường giữ sức khỏe như là giữ ấm cơ thể, rồi ăn chín uống chín và xúc miệng thường xuyên với lại các dung dịch sát khuẩn miệng. Thế rồi là về rửa tay vào các thời điểm, ví dụ là trước khi ăn, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, sau khi đi học về. Đấy, rồi là trong quá trình ở trường thì là học sinh cũng sẽ phải thực hiện về các vấn đề vệ sinh cá nhân, như là cũng đảm bảo là rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ khi tay bẩn. Đấy, hoặc là rồi là trong quá trình đi di chuyển từ nhà đến trường hoặc là từ trường về nhà là phải đeo khẩu trang. Rồi là về ở trường ở lớp thì không được khạc nhổ bừa bãi, rồi là cũng như là khi ho hắt hơi thì phải che mũi miệng, có thể che bằng khăn giấy hoặc khăn tay, hoặc là lấy khỉu tay áo lên để che, để chắn bắn các cái giọt nước, trong đó có thể chứa các mầm vi khuẩn ra ngoài môi trường. Đối với những học sinh lớn thì ở nhà thì sẽ phải tự theo dõi nhiệt độ trước khi đến trường, nếu mà cảm thấy có sốt, ho, khó thở thì là sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường là tự nghỉ ở nhà và nghỉ ở nhà không đến trường, và đến cơ sở y tế khám để có những cái tư vấn hợp lý. Kể cả đối với giáo viên
thì cũng như thế, trước khi đến trường là cũng tự theo dõi nhiệt độ, tự theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu mà thấy có biểu hiện sốt ho khó thở thì cũng nghỉ ở nhà báo nhà trường. Rồi mặt khác nữa, đối với lại học sinh mầm non, tiểu học hay là trung học cơ sở thì là giờ phụ huynh sẽ phải hỗ trợ để thực hiện cái vấn đề theo dõi sức khỏe ở nhà này. Học sinh hoặc là giáo viên mà trong cái đối tượng mà đang cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế thì cũng không tham gia đến trường. Đấy là một trong những biện pháp chung. Còn về những biện pháp cụ thể thì tùy theo từng thời kỳ diễn biến của tình hình dịch mà bên Bộ Y tế có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Có những cái thì bắt buộc và có những cái là khuyến khích thực hiện để làm sao thực hiện tốt hơn. Vâng, và chúng tôi cũng được biết là Bộ Y tế cũng đã ban hành những cái hướng dẫn dành cho từng cấp học khác nhau đúng không ạ? Từ mầm non, tiểu học cho đến là trung học phổ thông, trung học cơ sở cũng như là cơ sở giáo dục đại học. Và xin cảm ơn những cái hướng dẫn rất là cụ thể của ông Bùi Hữu Toàn. Và chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta thực hiện được rất là tốt những cái biện pháp này thì không chỉ phòng chống dịch COVID-19 mà chúng ta còn phòng chống được rất là nhiều những cái dịch bệnh dễ lây nhiễm trong cộng đồng như là cúm hay là chân tay miệng của trẻ em đúng không ạ? Và sẽ hình thành nên một cái thói quen vệ sinh cá nhân rất là tốt trong học đường. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho ông Hoàng Hữu Trung, đó là việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào thời điểm hiện nay thì vẫn rất là quan trọng. Vậy thì ông có đề xuất gì cho các trường học cũng như là cha mẹ học sinh cần phối hợp như thế nào để giúp công tác dạy và học cho con em được an toàn ạ? Xin mời ông ạ. Vâng, trước hết chúng tôi cũng xác định là cái việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong thời điểm bình thường cũng là rất quan trọng, chứ chưa nói đến lúc mà tình hình có bệnh dịch. Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường được coi như là một trong những cái biện pháp để góp phần ngăn chặn có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Như chúng ta đã biết là giáo dục thì có các cái cấp học từ mầm non cho đến tiểu học cho đến các lớp lớn hơn như trung học cơ sở, trung học phổ thông. Với những cái cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, khi các em học sinh đã có cái nhận thức và có những sự trưởng thành thì chúng tôi có thể truyền thông trực tiếp để các em có thể chủ động mà điều chỉnh những hành vi như khuyến cáo của ngành y tế để thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch. Nhưng đối với các cấp học mà như mầm non và tiểu học, khi các em học sinh còn là những trẻ mầm non hoặc là học sinh tiểu học thì các em có thể chưa tự mình chủ động được những cái biện pháp phòng chống dịch, như là cái việc thực hiện đo thân nhiệt, như là cái việc thực hiện đeo khẩu trang, và như là những việc thường xuyên chú ý phải rửa tay, rồi là chú ý như là khi ho hay hắt hơi, như một số những biện pháp mà ngành y tế cũng đã khuyến cáo. Thì như vậy rất cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Ở đây năm nay chúng tôi cũng đã có những cái hướng dẫn là mọi năm thì nếu mà học sinh nghỉ do ốm thì phụ huynh chỉ viết giấy là phép là xin là nhà trường là cho được nghỉ ốm. Có thể cũng chỉ nói chung như vậy thôi, nhưng năm nay thì chúng tôi đề nghị các nhà trường, đặc biệt là phòng y tế và các giáo viên chủ nhiệm phải xác định rõ là các em học sinh nếu ốm thì là nguyên nhân là do từ đâu, có sốt ho khó thở gì không, nếu có những cái bệnh khác do tạo nên cái hiện tượng ốm thì nó là bệnh gì và đã được điều trị ở đâu, và phải cập nhật thông tin vào cái phần khai báo sức khỏe của học sinh để mà các nhà trường nắm bắt được những cái tình hình sức khỏe của các em, để từ đó có thể có những cái xử trí cũng như là cập nhật vào các cái phần mềm quản lý mà chúng tôi cũng đã có những cái triển khai để giúp cho việc kiểm soát các cái tình hình sức khỏe của các em nó được một cách hiệu quả nhất. Vâng ạ, có thể thấy là việc phối hợp và gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là đóng một vai trò rất là quan trọng đúng không ạ? Để chúng ta sớm cập nhật nếu mà có bất kỳ một cái trường hợp nào mà có thể là có nghi ngờ gây lây nhiễm COVID-19 thì sẽ được kiểm soát tốt hơn. Vâng, đúng như vậy. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục dành cho bác sĩ tiến sĩ Bùi Hữu Toàn. Đó là lúc nãy thì chúng ta đề cập đến đối tượng là học sinh và giáo viên. Tuy nhiên là cũng có, như bác sĩ đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình, là cái nguồn lây bệnh trong môi trường học đường thì ngoài học sinh, giáo viên thì còn có những người như là cha mẹ học sinh, rồi khách đến thăm và làm việc tại nhà trường. Thì với những cái đối tượng này, những cái đối tượng cũng ra vào trong nhà trường, thì ông có cái lưu ý hay là có cái khuyến cáo gì không ạ?
Cái này thì nhà trường có những quy định và hướng dẫn cụ thể cho nhân viên bảo vệ thực hiện. Ví dụ là sẽ nhân viên bảo vệ là sẽ yêu cầu là hạn chế là những cái người không có nhiệm vụ vào trong trường học. Đấy, hoặc là nhà trường thông qua những cái tuyên truyền nhắc nhở các phụ huynh học sinh là cũng hạn chế cái việc vào trường đưa đón con. Thì đấy là đối với thời điểm hiện tại như bây giờ, cái trường hợp đang không có dịch cũng hạn chế vào trường đưa đón con. Còn nếu mà cái thời kỳ có dịch thì nhà trường đã bố trí phân công các giáo viên của các lớp là đã trực tiếp nhận và đưa đón trẻ từ cổng trường vào rồi. Đấy. Thế còn đối với khách mà đến làm việc thì là bảo nhân viên bảo vệ của nhà trường thì sẽ phải thực hiện là hỏi xem là khách có các biểu hiện ho, sốt, khó thở hay không. Nếu mà có các biểu hiện đấy hoặc là đo mà thấy khách có biểu hiện sốt thì là sẽ đề nghị là khách không vào trường làm việc. Và là cung cấp khẩu trang cho khách nếu mà khách vào làm việc mà không khẩu trang. Sau đó là báo cho ban giám hiệu hoặc là với này giáo viên mà khách đến liên hệ công tác và hướng dẫn khách đến đúng địa điểm, đến phòng làm việc đấy, và yêu cầu là khách đến làm việc là không đi ra các khu vực khác mà phải đến đúng khu vực làm việc đấy. Ngoài ra thì cũng không vứt rác bừa bãi, rồi là cũng không thực hiện là vệ sinh cá nhân như không hạt nhổ bừa bãi, rồi là khi ho hắt hơi che tay lên miệng để tránh mang virus các mầm bệnh từ ngoài môi trường ngoài vào trong trường học. Dạ, vâng ạ. Vậy thì quay trở lại với ý kiến lúc nãy của ông Hoàng Hữu Trung, đó là chúng ta phải có sự gắn kết giữa nhà trường với gia đình. Vậy thì ở góc độ về một chuyên gia y tế thì ông có thể giải thích rõ hơn là chúng ta tại sao phải thiết lập và duy trì tốt các kênh thông tin về tình trạng sức khỏe của học sinh, sinh viên rồi giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ạ? Vâng, đấy, vấn đề này thì bên cũng đã có những cái hướng dẫn như là thông qua các cái sổ liên lạc điện tử của giữa nhà trường với lại phụ huynh học sinh, hoặc là những cái kênh thông tin liên lạc khác mà tùy từng nhà trường địa phương có thể có để tuyên truyền đến gia đình và học sinh. Thứ nhất là để cho các phụ huynh hoặc là học sinh biết được những việc phòng chống dịch nhà trường đã triển khai và những việc mà sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, để cho phụ huynh cũng như học sinh là an tâm khi đưa con đến học tập. Thứ hai nữa là để tuyên truyền cho các phụ huynh cũng như là học sinh biết những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nhà cũng như ở trường. Ví dụ ở nhà thì phải giữ ấm, phải giữ sức khỏe như thế nào, rồi là giữ nhà cửa thông thoáng này, rồi là giữ ấm cơ thể, ăn chín uống chín này, rồi là rửa tay thường xuyên với nước sạch và xà phòng này. Đấy, rồi là khi đến trường là phải đeo khẩu trang này, và trên đường từ trường về cũng phải đeo khẩu trang này. Đấy, rồi là tự theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì là sẽ báo cho nhà trường nghỉ ở nhà và liên lạc cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị. Cũng như thế mà đối với học sinh mầm non hay tiểu học thì là phụ huynh sẽ có trách nhiệm và hướng dẫn hoặc là giúp đỡ trẻ thực hiện vấn đề này. Đấy, cái hai là ngược lại thì nhà trường thông báo được về những cái vấn đề khác nhà trường để nhà trường biết được về sức khỏe của học sinh, theo dõi để nắm bắt được, quản lý được về cái vấn đề về tiền sử tiếp xúc của học sinh đi đến từ vùng dịch hay không, để có những cái biện pháp để phòng tránh nó tốt hơn. Vâng ạ. Như vậy là chúng ta sẽ đã biết được cái sự cần thiết của cái việc mà thiết lập cái kênh thông tin để trao đổi giữa nhà trường và học sinh và cha mẹ học sinh, đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo sẽ là một câu hỏi về vấn đề một cái hoạt động cũng rất là được nhiều học sinh cũng như cha mẹ học sinh quan tâm, đó là hoạt động ngoại khóa trải nghiệm. Vậy thì thưa ông Hoàng Hữu Trung, theo ông thì để phòng chống dịch COVID-19 thì các hoạt động ngoại khóa cũng như là trải nghiệm của học sinh thì cần có những cái lưu ý gì trong giai đoạn hiện nay ạ? Vâng, chúng tôi cũng xin trao đổi là cái hoạt động tham quan dã ngoại cũng như là các hoạt động ngoại khóa của học sinh trong một nhà trường là đều nằm trong cái kế hoạch năm học của mỗi nhà trường. Và hàng năm thì căn cứ vào những cái thời điểm về thực hiện về tiến độ thời gian năm học mà các nhà trường có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh. Những hoạt động đó nếu được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học và xác định được tốt
những cái công tác chuẩn bị thì sẽ mang lại những cái lợi ích, những cái hiệu quả rất tốt, góp phần cho các em thêm phấn khởi, vui tươi, tăng cường tình đoàn kết, rồi tăng cường giao lưu học hỏi, và nhất là các em có thể thu hoạch được những cái kiến thức, những cái hiểu biết và những cái điều rút ra sau mỗi cái chuyến đi thực tế, để mà các em có thể làm phong phú hơn cho cái đời sống của mình cũng như sự hiểu biết của mình. Chúng tôi coi đó là một cái hoạt động rất là quan trọng và cũng thấy là hoàn toàn ủng hộ các nhà trường để tạo điều kiện cho các em được tham gia. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết là như trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì cái việc tổ chức các hoạt động tham quan nội khóa cũng cần phải có những cái giải pháp để thích nghi, làm sao để chúng ta vừa đạt được cái mục đích để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em nhưng lại phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về công tác phòng chống dịch. Vì vậy, chúng tôi cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các nhà trường. Theo đó thì các nhà trường sẽ căn cứ vào cái kế hoạch năm học của mình để xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan dã ngoại cho học sinh vào thời gian thích hợp của trường. Chúng tôi cũng lưu ý là phải thực hiện các cái biện pháp về công tác tổ chức để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt là chúng ta cũng phải căn cứ vào những cái khuyến cáo của ngành y tế tại từng thời điểm. Ví dụ trong cái thời gian cuối học kỳ 1 vừa rồi, tức là bắt đầu từ tháng 12, thì năm 2020 các trường cũng đã có xây dựng kế hoạch trải nghiệm. Cuối tháng 11 cũng đã có một số trường đã tổ chức đi. Nhưng đến đầu tháng 12 thì khi thành phố Hồ Chí Minh có một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thì với sự cảnh báo của ngành y tế thì chúng tôi cũng lập tức là có cái thông báo ngay đến các trường là chúng ta hạn chế tổ chức các hoạt động tham quan và có thể lùi lại vào một cái thời gian thích hợp. Và các trường thì ngay sau đó thì đã tạm dừng cái hoạt động tổ chức tham quan cho học sinh để có thể chờ vào cái dịp mà khi mà tình hình đã được kiểm soát tốt hơn. Và chúng tôi thấy cái sự phối hợp đó cũng là một cái rất là có hiệu quả và để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Và tất cả các trường của chúng tôi trong thời gian vừa qua, sau kể cả là đã có tham quan cũng như là các trường đang chuẩn bị thì cũng đều là rất là vui vẻ và thấy rằng cái việc xác định cái công tác phòng chống dịch là một ưu tiên hàng đầu, cho nên các trường cũng hết sức là thoải mái trong cái việc này. Vâng, chúng ta đã có được cái sự ủng hộ và từ các nhà trường cũng như là sự thấu hiểu của các em học sinh cũng như cha mẹ học sinh, vì chúng ta hiểu là phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu, đúng không ạ, như là cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái vấn đề để phòng chống dịch thì ngoài những cái vấn đề vệ sinh cá nhân thì vệ sinh khử khuẩn môi trường cũng là yếu tố rất là cần thiết. Vậy thì thưa ông Bùi Hữu Toàn, chúng ta cần vệ sinh các đồ vật và môi trường trong cơ sở giáo dục như thế nào để hạn chế tối đa việc lây nhiễm virus gây bệnh ạ? Về vấn đề vệ sinh môi trường khử khuẩn, nói chung là Bộ Y tế cũng đưa ra những cái khuyến cáo cũng như hướng dẫn về vấn đề vệ sinh môi trường và khử khuẩn trong trường học. Nên cái vấn đề này thì mục đích là không chỉ riêng về phòng chống mỗi bệnh COVID-19 mà nó còn về phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung, nhất là về cái như là về vấn đề vệ sinh môi trường ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước tù đọng các thứ đấy. Rồi này thì trước khi học sinh đi học là sẽ phải thực hiện bắt buộc một lần để đảm bảo cho nhà trường về phòng tránh tất cả các bệnh truyền nhiễm khác chứ không riêng gì mỗi COVID-19. Về còn về vấn đề này, vệ sinh khử khuẩn ở trong các đồ vật trong nhà trường thì là cũng đã có những cái hướng dẫn như là về các cái tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, rồi nút bấm thang máy. Thì cái này là học sinh là thường xuyên tiếp xúc, của học sinh cũng như giáo viên thường xuyên tiếp xúc hàng ngày, nên là cũng khuyến cáo là sẽ thực hiện là sau cuối mỗi một buổi học là sẽ phải từ lau khử khuẩn một lần sau cuối mỗi buổi học. Thế còn đối với nền nhà, tường nhà thì là có thể là phun khử khuẩn nếu có thể được. Còn các nhà vệ sinh rồi
nhà vệ sinh, rồi là bàn ghế, rồi các dụng cụ học tập của học sinh thì là một ngày thực hiện một lần. Đấy là đối với những cái khuyến cáo mà trong cái thời kỳ đang có dịch thì bắt buộc phải thực hiện như thế. Còn đối với những cái thời kỳ không có dịch thì những cái thời kỳ trong tình hình mới mà chung sống an toàn COVID thì là khuyến cáo là các nhà trường thì cũng nên hạn chế sử dụng các cái đồ chơi hoặc là các cái đồ vật bằng những vật liệu mà khó lau rửa khử khuẩn. Đấy, ngoài ra thì chỉ có thể là sẽ sử dụng hàng ngày các cái lao công hoặc những cán bộ lớp hoặc là những đối tượng mà được phân công chủ nhật thì có thể hàng ngày sẽ lau khử khuẩn ở các cái vị trí thường xuyên tiếp xúc của học sinh, như là tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy, vân vân. Đấy là hàng rồi là về dọn dẹp vệ sinh ở các nhà vệ sinh, rồi chỗ rửa tay các thứ, thì cái này hàng ngày thì hầu như trường nào cũng đều phải thực hiện đầy đủ rồi. Thế còn lau các dụng cụ đồ, các cái đồ chơi, rồi là các cái vật liệu sử dụng ở trong các phòng học, phòng chức năng, một tuần sẽ thực hiện một lần. Đối với những cái mà đồ điện tử mà các cái đồ điện tử thì có thể lau bằng những cái dung dịch có chứa cồn 70%. Đấy, còn đối với những đồ vật khác như bàn ghế hoặc là những cái tay nắm cửa, tay vịn cầu thang thì có thể lau bằng những dung dịch khử khuẩn đa năng. Đấy, hoặc là có chứa cờ đo 0,05%, thì là cũng đều đảm bảo. Tùy theo từng thời kỳ, tùy theo cái diễn biến tình hình dịch bệnh mà bên Bộ Y tế có những hướng dẫn và khuyến cáo khác nhau. Đấy. Tuy nhiên nếu mà đối với những nhà trường hoặc những địa phương mà có điều kiện thì làm được càng nhiều càng tốt. Bộ Y tế đã có những cái hướng dẫn rất là cụ thể với từng cái loại đồ dùng vật dụng mà thường xuyên tiếp xúc, đúng không ạ? Có những vị trí chúng ta cần phải vệ sinh 2 lần một ngày, đúng không ạ? Có vị trí thì 1 lần một ngày. Tuy nhiên là như là ông vừa chia sẻ thì chúng ta càng thực hiện cái công tác này nếu mà có điều kiện càng nhiều thì nó sẽ càng tốt, nó không chỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà còn phòng chống được rất là nhiều những bệnh lây nhiễm khác, đúng không ạ? Vâng ạ, và chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi dành cho ông Hoàng Hữu Trung. Đó là được biết là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng với Bộ Y tế ban hành cuốn sách 100 câu hỏi đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Vậy thì cái công tác tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn và khuyến cáo này trên địa bàn Hà Nội ở các cơ sở giáo dục thời gian qua được thực hiện như thế nào? Vâng, khi mà thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch thì chúng tôi luôn luôn coi những cái hướng dẫn của ngành y tế là những cái cẩm nang, là những cái phương châm để thực hiện. Chúng tôi khi mà cái cuốn sách về 100 câu hỏi giải đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ được ban hành thì chúng tôi cũng đã có công văn và chuyển toàn bộ những cái nội dung của cuốn sách gửi đến tất cả các cái phòng giáo dục đào tạo cũng như là các cái trường đơn vị trực thuộc cũng như là toàn các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố để các nhà trường có thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh cũng như là cha mẹ học sinh để giúp cho tất cả nhà trường cùng các em học sinh, phụ huynh có thể nắm được những cái nội dung cốt lõi của cái cuốn sách này. Đó là những cái biện pháp, đó là những cái khuyến cáo rất căn cơ về cái công tác phòng chống dịch COVID-19 mà mỗi người cần phải thực hiện, mà phải thực hiện tốt để đảm bảo an toàn cho đơn vị, cho bản thân. Và việc này cũng đã được các nhà trường triển khai một cách tích cực, có hiệu quả. Theo thông báo của chúng tôi, báo cáo mà chúng tôi nắm được thì 100% các nhà trường đã triển khai các nội dung này trong cái sinh hoạt của đơn vị. Vâng ạ, xin cảm ơn ông Hoàng Hữu Trung. Như vậy là chúng ta có những sản phẩm tuyên truyền không chỉ bằng những cuốn sách rồi những cái văn bản chỉ đạo, mà tôi được biết là chúng ta còn có rất là nhiều những ứng dụng về công nghệ thông tin, những phần mềm để đánh giá cũng như là để kiểm tra độ an toàn của các cơ sở lưu trú, cơ sở giáo dục. Vậy thì ông
Ông Bùi Hữu Tàn, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái ứng dụng, những phần mềm này và những cái tiêu chí mà được đề cập trong những ứng dụng đó và nó có hiệu quả cũng như là tác dụng như thế nào? Về cái, các ứng dụng này thì là bên ngành y tế cũng đã phối hợp để xây dựng lên những cái phần mềm như là về cái phần mềm nCoV để về thực hiện các khai báo y tế, như là Bluezone để truy vết những cái đối tượng tiếp xúc với những đối tượng tiếp xúc gần hoặc là những đối tượng tiếp xúc với các đối tượng mà bị dương tính với COVID-19. Ngoài ra thì là bên Bộ Y tế cũng được giao phối hợp với bên công ty cổ phần công nghệ DTT để xây dựng nên cái bản đồ số. Bản đồ số này cái mục đích là để cho các trong đây có đánh giá về cái nguy cơ an toàn COVID. Thứ nhất là các đối dành cho các đối tượng như trong trường học, rồi là các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh, rồi là các khách sạn, các nơi lưu trú đấy, rồi là các cơ sở thực hiện cách ly vân vân. Đấy, rồi là các nơi làm việc. Và trong đó về các cái đối với đối tượng trường học thì là cũng bên Bộ Y tế cũng đã xây dựng lên các cái checklist để cập nhật lên bản đồ số, và bên Bộ Giáo dục đã phối hợp để cung cấp danh sách địa chỉ của 56.000 trường trên địa bàn toàn quốc để áp lên cái bản đồ số này. Mục đích của bản đồ số này là để các cơ sở giáo dục nói chung hoặc các nhà trường nói chung là đánh giá về các mức độ an toàn trong phòng chống COVID trong trường học của mình thực hiện được như thế nào theo cái bảng checklist 17 cái checklist bắt buộc. Ở trong cái checklist này thì không riêng gì có 17 checklist đấy mà có rất nhiều các cái tiêu chí khác, thì trong đó có 17 tiêu chí là bắt buộc các nhà trường phải thực hiện để trong cái tình hình phòng chống dịch trong tình hình mới hiện tại như bây giờ. Ngoài trong cái thực tế là ở trong cái bảng checklist để đánh giá về an toàn COVID này có phân ra làm hai mảng. Một mảng là trong tình hình không có dịch, trong tình hình hiện tại, và một mảng là trong thời kỳ có dịch. Thế trong tình hình bây giờ thì cái mảng các cái checklist mà thuộc nguy cơ hoặc là cái vùng có dịch thì nó sẽ bị chìm đi. Khi nào ở cái vùng nào, địa phương nào có dịch thì lúc đấy cái đánh giá về cái vấn đề đấy, các cái bảng checklist đấy nó sẽ hiện lên và nó sẽ và trên cái phần mềm nó sẽ mờ đi cái phần checklist đánh giá ở cái thời kỳ không dịch. Trong checklist đấy thì có những cái tiêu chí là bắt buộc là các nhà trường sẽ phải thực hiện để đảm bảo về cái an toàn trong phòng chống COVID trong nhà trường, và có những cái tiêu chí là khuyến khích đưa vào đấy để khuyến khích để các nhà trường có thể thực hiện. Nhưng mà còn về đánh giá thì là sẽ đánh giá là 17 cái tiêu chí mà bắt buộc đấy. Ví dụ là cái nâu rửa, vệ sinh khử khuẩn các cái vấn đề trong nhà trường như bàn ghế hoặc tay nắm cửa, tay vịn cầu thang là tiêu chí bắt buộc. Hoặc là cái tiêu chí bắt buộc là học sinh sẽ phải đeo khẩu trang, tuyên truyền cho học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường hoặc từ trường về nhà. Hoặc là về các cái tiêu chí như là về phải nhà trường sẽ phải bố trí đầy đủ nước sạch và xà phòng để cho học sinh như giáo viên, cán bộ nhà trường rửa tay. Đấy là những cái tiêu chí bắt buộc là nhà trường phải thực hiện. Thế còn và khi các nhà trường thực hiện ở trong đấy có những cái mà bắt buộc nhà trường sẽ phải thực hiện hàng ngày, có cái là chỉ thực hiện một lần, có những cái thì hàng tuần mới phải thực hiện một lần, có cái một tháng mới thực hiện một lần, tùy theo từng tiêu chí một. Và nhà trường sẽ, các cơ sở dục, các nhà trường sẽ phải thực hiện đánh giá, và khi đánh giá thì các trường nào thực hiện đảm bảo thì là nó sẽ hiện lên màu xanh là các trường đấy là an toàn trong phòng chống dịch COVID đấy. Còn nếu mà nó đang không thực hiện hết các cái tiêu chí bắt buộc đấy mà chỉ được trên 75%, dưới 100 tiêu chí và trên 75% tiêu chí thì là các trường có nguy cơ, hoặc là dưới 75 tiêu chí bắt buộc đấy thì coi như là trường đấy là không đảm bảo trong an toàn phòng chống COVID. Và không đảm bảo trong an toàn COVID thì trường đấy là yêu cầu bắt buộc là không được tiếp nhận, không được đón học sinh đến học tập. Đấy. Mặt khác nữa thì nó còn có một cái ưu điểm nữa là người dân hoặc là các phụ huynh học sinh có thể vào cái phần mềm này và từng có thể là xem cái ví dụ là cái trường từng tiểu học Nguyễn Trãi chẳng hạn,
là đánh giá là cái trường này là an toàn trong phòng chống Covid, nhưng mà người dân vào đấy thấy là thấy có một cái tiêu chí ở trong đấy là nhà trường chưa đảm bảo, nhưng mà vẫn đánh giá vào đấy là đảm bảo và đã thực hiện an toàn. Người dân có thể là vào phản ánh trực tiếp lên cái phần mềm này, thì là các cơ quan chức năng như là bên Sở Giáo dục, phòng giáo dục hoặc là Sở Giáo dục Hà Nội đấy, thì có thể là xuống kiểm tra giám sát trực tiếp cái trường này theo cái lời phản ánh của người dân đấy, để xem nhà trường đấy thực hiện như thế nào. Và thầy cũng phải nói thêm là cái phần mềm này thì là hiện tại là cung cấp cho trên 56.000 trường trên toàn quốc, và mỗi trường chỉ được cung cấp một tài khoản và một mã password để thực hiện. Và cái này thực là những cái vấn đề nhà trường phải thực hiện, chứ không phải là đánh là giáo viên hay học sinh hay là người lao động ở trong trường thực hiện, mà đánh giá vấn đề nhà trường thực hiện. Và có thể là hiệu trưởng phải sẽ thực hiện đánh giá này, hoặc là hiệu trưởng sẽ phân cho một người thực hiện. Như vậy là chúng ta đã có thêm một cái phần mềm rất là hữu ích, đúng không ạ, để giúp kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn ngay cả trong trạng thái bình thường mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để các khách mời sẽ cùng giải đáp những câu hỏi của khán giả gửi đến chương trình của chúng ta. Đầu tiên là câu hỏi của anh Thanh Tùng đến từ Đà Nẵng như sau: con tôi rất thích tham gia các lớp học ngoại khóa và thể thao như là bóng đá hay là bộ môn nhảy. Vậy thì trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, tôi có nên khuyên cháu ngừng tham gia không? Và nếu mà phải hạn chế tham gia thì cháu có thể tham gia các bộ môn nào là phù hợp? Câu hỏi này có lẽ là chúng tôi sẽ dành cho ông Hoàng Hữu Trung ạ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc cùng với cái việc đảm bảo cái dinh dưỡng thì cái việc vệ sinh cá nhân và đặc biệt là cái hoạt động thể thao trong ngày của mỗi cá nhân là có vai trò rất là tích cực. Chúng ta biết rằng là hoạt động thể thao thì không chỉ giúp cho cái việc cơ bắp phát triển mà còn giúp cho toàn diện những cái hoạt động về tuần hoàn, bài tiết, hô hấp để có thể là hoạt động một cách có trong cái trạng thái là tốt nhất. Chúng tôi nghĩ một cách cụ thể đối với các em học sinh cũng đang độ tuổi trưởng thành thì những cái hoạt động về thể thao là nên duy trì. Và nhất là trong cái điều kiện mà chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, tức là các nhà trường đã được hoạt động, thì các hoạt động văn hóa cũng như là các hoạt động thể chất thì chúng tôi nghĩ rằng là vẫn được duy trì một cách bình thường và không phải hạn chế. Chúng ta chỉ có điều chỉnh sao cho phù hợp khi mà có những cái thông tin khuyến cáo, cảnh báo của ngành y tế là nó có những nguy cơ cao về dịch bệnh thì lúc đó chúng ta sẽ có cái điều chỉnh. Chứ còn trong điều kiện hoạt động bình thường hiện nay thì tôi nghĩ phụ huynh nên khuyến khích để cho các con em mình được thực tham gia các cái hoạt động giáo dục thể chất cũng như là các cái hoạt động thể thao mà các em yêu thích. Vâng ạ, như vậy là qua lời khuyên vừa rồi thì anh Thanh Tùng hoàn toàn có thể yên tâm khuyến khích con tiếp tục tham gia các hoạt động thể chất hoặc ngoại khóa để tăng cường thể lực và là một biện pháp cũng là tốt để phòng chống dịch, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo đến từ chị Minh Thùy ở Hải Phòng như sau: biện pháp kiểm soát thân nhiệt đang được rất là nhiều trường học áp dụng trong mùa dịch này. Vậy thì chuyên gia có thể đánh giá như thế nào về độ tin cậy của phương pháp này? Câu hỏi này xin được dành cho ông Bùi Hữu Toàn ạ. Về cái vấn đề mà kiểm soát thân nhiệt này, thì thực tế là các hướng dẫn của bên ngành y tế thì đối với các học sinh trong trường thì cũng đã có yêu cầu là phụ huynh học sinh sẽ phải theo dõi thân nhiệt, theo dõi sức khỏe cho học sinh. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì là sẽ cho học sinh nghỉ ở nhà và không đến trường. Rồi là đối với những học sinh lớn thì là tự theo dõi sức khỏe ở nhà để có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì là cũng nghỉ ở nhà, báo cho trường nên không đến trường. Thực tế là về cái vấn đề theo dõi thân nhiệt này, nếu các nhà tùy từng địa phương, tùy từng nhà trường, nếu mà thực hiện được đo tại nhà trường rất tốt, nhưng thực tế thì cái vấn đề là đối với những trường mà có thể là đông học sinh, có thể 10.000, 20.000 học sinh thì chúng ta không thể nào mà đo bố trí được đủ giáo viên hay là đối rồi là liên quan đến nhiệt kế điện tử để thực hiện đo tại nhà trường. Cho nên là ngành y tế cũng khuyến cáo là kể cả giáo viên cũng như học sinh hay là người lao động ở trong các nhà trường thực hiện tự đo thân nhiệt ở tại nhà. Nếu có các biểu hiện sốt, ho hay khó thở thì là sẽ nghỉ
chủ động nghỉ ở nhà và báo cho nhà trường, đồng thời sẽ liên lạc với bên y tế để được tư vấn, để những cụ thể để có những trường hợp nó đúng hơn để kịp thời. Dạ, vâng ạ. Như vậy có thể thấy là cái biện pháp đo thân nhiệt vẫn là cái biện pháp sàng lọc ban đầu cũng rất là có hiệu quả và cần thiết, có thể được áp dụng không chỉ trong nhà trường mà còn rất là nhiều cơ quan đơn vị khi chúng ta đi làm ngoài cộng đồng, đúng không ạ? Vâng ạ, tiếp theo là câu hỏi của chị Mai Lan đến từ thành phố Hồ Chí Minh với câu hỏi như sau: là con tôi đang học tiểu học từ nhỏ và cháu có sức đề kháng kém nên là cũng thường xuyên bị sốt, ho, viêm phế quản. Vậy thì trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì tôi có nên cho cháu nghỉ học tại nhà để đảm bảo an toàn cho cháu trước dịch Covid-19 không? Câu hỏi này thì chúng tôi xin được dành cho cả hai vị khách mời ạ. Trước tiên là xin mời ông Hoàng Hữu Trung ạ. Vâng, tôi nghĩ là đây cũng là một cái câu hỏi mà chị Mai Lan ở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cũng là có thể trùng với nhiều các cái ý kiến của một số phụ huynh. Với các cái trẻ em ở lứa tuổi tiểu học thì cái sức đề kháng nhìn chung ở các cái loại dịch bệnh thì cũng không phải là tốt. Vì vậy mà chúng ta cần có những cái biện pháp hỗ trợ, nhất là đối với những trẻ mà như trường hợp cụ thể của con chị là có những cái hay bị viêm họng, hay bị viêm phế quản. Thì cái nguyên nhân thì tôi nghĩ là cần phải tìm hiểu. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì là cái vùng mà cũng là nhiệt đới, không phải là thời tiết rét như ở phía Bắc, ở các tỉnh phía Bắc. Cho nên là chúng ta cũng phải xem là cái nguyên nhân nó là nguyên nhân từ đâu. Còn cái việc mà có nên cho con nghỉ học hay không thì tôi nghĩ rằng là cái việc chữa bệnh cho con thì là cái việc cần phải làm. Và để đảm bảo cho cháu phải có đủ cái sức khỏe để đến trường, để tiếp nhận được những cái kiến thức ở trong nhà trường. Còn những cái việc chuyên môn thì có lẽ phải nhờ tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Toàn có cái tư vấn thêm. Còn chúng tôi chỉ nghĩ rằng là nếu cháu có những cái bệnh về đường hô hấp thì cũng phải tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị đến nơi đến chốn để cháu có thể đủ sức học tập. Đấy là những điều mà chúng tôi có thể chia sẻ. Dạ, vâng ạ. Xin mời tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Toàn tiếp tục có thể có cái tư vấn đến chị Mai Lan ạ. Về cái vấn đề này thì quan điểm của ngành y tế, kể cả trong cái thời điểm hiện nay thì là cũng không chủ quan lơ là trong cái vấn đề phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh ở trên thế giới cũng ngày vẫn đang diễn biến phức tạp. Đấy. Và với một tiêu chí là sẽ phải đảm bảo trường học an toàn hơn các cơ quan công sở. Tức là các cái trường học là sẽ khi học sinh đi học là sẽ phải đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid. Có nghĩa là để làm sao cho phụ huynh cũng như học sinh yên tâm khi đưa con em đi học. Đấy. Cho nên vấn đề này thì là chị Mai Lan, thầy Nguyễn Minh thì cũng yên tâm cho con đi học. Nhưng mà bên cạnh đó thì là bên ngành y tế, Bộ Y tế cũng đã có cái văn bản số 1244 về hướng dẫn xử trí các trường hợp sốt, ho, khó thở tại trường học. Trong đấy cũng nói rõ là đối với những trường hợp mà học sinh mà không có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì vẫn cứ tham gia đi học bình thường. Thế còn nếu đối với những trường hợp có sốt, ho, khó thở, nếu ở tại nhà rồi, đang ở tại nhà thì sẽ nghỉ ở nhà và sẽ liên lạc với cơ sở y tế và hoặc là đưa trẻ đến cơ sở y tế ấy để được khám, tư vấn và được điều trị kịp thời. Đấy. Còn nếu mà ở trường nào mà cháu bị sốt thì là giáo viên sẽ đưa xuống chỗ phòng y tế của nhà trường và sẽ đưa vào phòng cách ly. Và ở tại phòng cách ly đấy, ở tại cái phòng cách ly hoặc khu vực cách ly của nhà trường thì là nhân viên y tế của nhà trường sẽ hỏi về tiền sử tiếp xúc của cái học sinh này để xem có những tiền sử tiếp xúc với các cái trường hợp dương tính COVID hay không, hay là có đi về từ các vùng có dịch hay không trong cái thời gian vừa qua. Đấy, hoặc là đối với những trẻ nhỏ thì có thể phối hợp, nhân viên y tế sẽ phối hợp với phụ huynh học sinh để khai thác cái tiền sử. Đấy. Thì đối với trường hợp mà không có tiền sử tiếp xúc thì là sẽ điều trị các triệu chứng sốt ho khó thở thông thường. Còn nếu mà trường hợp mà có cái tiền sử tiếp xúc thì nhân viên y tế cũng như trường sẽ liên hệ với y tế địa phương, trạm y tế xã hoặc là trung tâm y tế huyện hoặc là trung tâm
hoặc là bệnh viện tỉnh để có những cái khẳng định cái tiền sử tiếp xúc với các cái trường hợp nghi ngờ hoặc những trường hợp dương tính COVID hoặc là đi về vùng dịch để có những cái khẳng định và để đưa đến các cái cơ sở y tế để điều trị để cách ly theo cái hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế và phù hợp hơn. Vâng, như vậy là chị Mai Lan cũng không cần quá phải lo lắng đúng không ạ? Bởi vì công tác kiểm soát dịch của Việt Nam vẫn đang rất là tốt. Tuy nhiên là như là ông Hoàng Hữu Trung đã chia sẻ là đối với những cái bệnh lý nền như vậy thì chúng ta vẫn phải điều trị để chữa dứt điểm, vì nó không chỉ ảnh hưởng về mặt khi có dịch mà là ảnh hưởng đến thể chất của các em học sinh khi mà tham gia học tập đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là một câu hỏi độc giả Mạnh Tùng có đặt ra câu hỏi là do dịch quay lại cộng đồng nên là vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua nên là các cháu ở trong gia đình anh thì cũng phải nghỉ học. Vậy thì trong những ngày ở nhà thì cháu cần làm gì để giữ gìn sức khỏe và không bị lây bệnh ạ? Thì đây là những hướng dẫn dành cho học sinh khi mà được nghỉ ở nhà. Xin mời ông Bùi Hữu Toàn có thể có chia sẻ để gia đình có thể biết cách để mà có thể áp dụng đối với con em mình ạ. Vâng, về những cái hướng dẫn này thì ngành y tế cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể như cái văn bản cái công văn số 914 để gửi cho các ủy ban tỉnh rồi là các sở y tế cũng như sở giáo dục đào tạo về hướng dẫn về các cái biện pháp phòng chống dịch trước khi học sinh đi học hoặc là khi học sinh đi học này. Đấy, và cụ thể hóa này thì Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cũng có ban hành cái văn bản số 476 về hướng dẫn chi tiết cụ thể là khi học sinh đang cái thời kỳ nghỉ ở nhà sẽ làm những cái gì để đảm bảo trong cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Đấy, và trong đấy thì chủ yếu là khi học sinh ở nhà thì sẽ phải đảm bảo cái vệ sinh cá nhân, ví dụ là thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm như trước sau khi ăn, sau khi đi chơi về hoặc khi thấy tay bẩn hoặc là sau khi đi vệ sinh. Đấy là ngoài ra thì là ở nhà thì là nhà phải giữ nhà cửa cho sạch sẽ thông thoáng, rồi là không khạc nhổ bừa bãi, rồi là các cái rác thải các thứ thì vứt gọn vào trong cái thùng rác và có nắp đậy, thế để giữ đảm bảo vệ sinh hơn. Và chủ yếu là về cái vấn đề vệ sinh cá nhân và hạn chế tụ tập đi chơi ở đến những nơi đông người. Vâng ạ, xin cảm ơn những cái hướng dẫn cũng như là những cái lời tư vấn rất là cụ thể từ ông Bùi Hữu Toàn. Vâng, kính thưa quý vị, sau gần một giờ đồng hồ đã có rất nhiều câu hỏi của độc giả gửi đến chương trình và các chuyên gia cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc, băn khoăn cũng như là cung cấp nhiều thông tin hữu ích về phòng chống dịch COVID-19 tại trường học. Vì thời gian có hạn, chương trình tọa đàm của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Trước khi rời khỏi màn hình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi các video clip ngắn để có thể có thêm thông tin, hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các cấp học khác nhau, từ mầm non cho tới đại học. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trường mầm non, trách nhiệm của cha mẹ học sinh. Không đi đến trường và không đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường và khi đưa trẻ về. Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà, thông báo cho nhà trường, chủ động cho trẻ nghỉ học, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn, khi cần thiết. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng Truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV. Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng chống dịch COVID-19. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc, không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường. Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào trường, khi ra về. Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét. Không khạc nhổ, vứt rác khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường. Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trách nhiệm của cha mẹ học sinh. Không đi đến trường và không được đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đưa trẻ về.
yêu cầu trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết. Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà, thông báo cho nhà trường, chủ động cho trẻ nghỉ học, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị khi trẻ sốt, ho, khó thở. Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng Truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV. Trách nhiệm của học sinh: đeo khẩu trang khi đến trường, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị. Không được khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các trường phổ thông, trung học, cơ sở giáo dục đại học. Trách nhiệm của giáo viên, người lao động tại trường: không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét như xếp hàng, tổ chức meeting, khai giảng, ngoại khóa. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường. Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về. Yêu cầu nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ trước khi ra về. Phải cài đặt và bật ứng dụng Truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc: không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường. Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về. Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng Truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV. Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường. Trách nhiệm của ban giám hiệu: tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc, thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hạn chế người ra vào trường, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau, phân công thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học chức năng, khu vệ sinh tối thiểu 2 lần một ngày hoặc khi cần thiết, thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn, tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa đón học sinh nếu có. Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, yêu cầu nhắc nhở mỗi học sinh dùng riêng cốc uống nước. Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động, đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường. Bố trí nơi nghỉ, ngủ, đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường. Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. Nghiêm cấm khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Tăng cường thông khí tại lớp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng. Tập huấn, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho giáo viên, người lao động, học sinh. Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.